khổ tận cam lai, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, đội vận giàu sang, ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, cuộc sống hàng ngày dư dả tiền tiêu. Mình được tử vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ tuổi Quý Hợi đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng năm Giáp Thìn 2024 là thời điểm bứt phá của quý nữ chủ tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, mệnh đại hải thủy, vận trình như diều gặp gió, được trời Phật ban cho phước báu, thần tài mở kho ban cho lộc lớn mà ăn nên làm ra, trúng số độc đắc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để biết được vận trình của mình trong năm, ta cần xét trên các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất và tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Hợi là 42 tuổi âm lịch, 41 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can, xem tử vi nữ mạng tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, năm 2024. Thiên can của người tuổi này là Quý, thuộc hành thủy, gặp năm 2024 có thiên can thuộc giáp là hành mộc, chủ về quan hệ bình hòa. Năm này quý cô mưu cầu dự định công việc thì khó được kết quả như ý muốn. Về tài chính thì bình thường, tiền bạc mặc dù kiếm ra được nhưng không chủ về hanh thông. Ngoài ra cẩn thận, có thể sức khỏe trong năm không được thuận lợi, dễ bị bệnh tật hoặc bị ốm đau, có thể phải điều trị trong thời gian lâu dài. Xét về địa chi, quý cô tuổi Quý Hợi có địa chi là Hợi, gặp năm Giáp Thìn có địa chi Thìn là quan hệ bình hòa. Trong năm này quý cô tuổi Quý Hợi về công việc tiến hành cơ bản ổn, cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ gặt hái được nhiều thành công. Ngoài ra khi xét ngũ hành thổ của địa chi Thìn gặp ngũ hành thủy của địa chi Hợi là tương khắc, vì thế sức khỏe của người thân trong nhà không được tốt và có thể có chuyện phiền muộn đưa tới. Xét về ngũ hành, luận giải tử vi tuổi Quý Hợi nữ mạng năm 2024, ngũ hành bản mệnh là thủy, gặp ngũ hành hỏa của năm 2024 Giáp Thìn là khắc xuất. Trong năm Giáp Thìn, quý cô tuổi Quý Hợi chủ về mọi việc có những hao tổn. Bản thân chú ý nhiều sức khỏe, bởi đây là năm sức khỏe của quý cô không tốt. Công việc tiến hành nảy sinh trở ngại. Tuy nhiên, trong năm này lại được vận quý nhân giúp đỡ mà được thành công. Xét về cung phi, theo tử vi nữ mạng 1983 năm 2024, cung phi tuổi là Cấn có ngũ hành thổ, gặp cung phi năm Chấn có ngũ hành mộc là khí lục sát. Trong năm có thể gặp phải những bất lợi liên quan đến chuyện tình cảm. Bên cạnh đó, người tuổi này có thể vướng phải kiện tụng, thị phi, làm ăn có thể bị người khác phá hoại. Ngũ hành của cung phi tuổi là thổ, có quan hệ khắc với ngũ hành mộc của năm Giáp Thìn, vì vậy công việc làm ăn có thể phải suy nghĩ nhiều, nhiều khó khăn trở ngại. Xét về tứ trụ, thiên hòa địa hòa, chủ về công việc trong năm nay không thay đổi nhiều, tuy nhiên khi gặp khó khăn thì bạn sẽ được giúp đỡ từ những người có tâm hồn cao thượng. Ngoài ra, quý cô cần cẩn trọng trong việc sử dụng tiền bạc vì có nguy cơ gặp phải những rắc rối về tài chính. Những biến chuyển của thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ có thể thấy trong năm Giáp Thìn này đối với quý cô tuổi Quý Hợi có vận trình tương đối khả quan về nhiều mặt. Quý cô có được bước tiến vững vàng trên con đường công danh, sự nghiệp. Tuy vẫn gặp phải những vấn đề nan giải nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết. Năm này quý cô càng chăm chỉ, quyết tâm thì tương lai sẽ càng rực rỡ, ắt sẽ thu về thành quả như mong đợi. Tiền bạc thu vào không ít nhưng cũng đừng quên tích lũy cho tương lai. Năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Hợi
sinh năm 1983, gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu chiếu mệnh thường gây ra những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, gặp hạn Diêm Vương. Nếu quý cô là người vốn có thể chất bình thường, không đau ốm thì năm sao Diêm Vương chiếu mệnh lại là năm tốt. Tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp. Người có gia đình thì hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Với người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn Diêm Vương thì nên nhận thức rõ mức độ bệnh tật của mình để điều trị kịp thời và khoa học. Tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình, thậm chí là tử vong. Vận niên năm 2024, quý cô tuổi Quý Hợi trong năm này gặp vận niên Hầu thực quả. Hầu thực quả tức là khỉ ăn trái cây là năm rất tốt. Gặp vận niên này ý nghĩa là quý cô tuổi Quý Hợi sẽ có được một năm no đủ, làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, mua bán đắt hàng, làm ruộng thì bội thu là năm vận đỏ. Xét về phương diện sự nghiệp cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Hợi có vận trình công danh, sự nghiệp sẽ có những cơ hội và thách thức, đòi hỏi quý cô phải thật sự tập trung cũng như nghiêm túc với lựa chọn của mình mới mong gặt hái thành quả như ý. Sự nghiệp phát triển, quý cô tuổi Quý Hợi có cơ hội thành công và đạt được danh vọng, quý cô tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả tốt nhất. Quý cô cũng thường xuyên nhận được sự ngưỡng mộ, kính nể của đồng nghiệp, dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, sự nghiệp được vững vàng. Không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, quý cô nên chủ động nắm bắt để tạo nên bước đột phá thành công trong sự nghiệp hơn nữa. Trong năm này, quý cô tuổi Quý Hợi gặp được năm Giáp Thìn, có vận quý nhân, khi gặp khó khăn sẽ có người giúp sức mà đạt được thành quả, cho nên sự nghiệp càng thuận lợi hơn nữa. Sự tác động tích cực của các cát tinh, thanh long, thiên phúc giúp cho những người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. Ngoài ra, các hoạt động thể thao, du lịch có thể mang đến cho quý cô nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo để thúc đẩy vận trình sự nghiệp của mình tốt hơn. Tuy nhiên, quý cô trong năm này đôi khi cũng tỏ ra bảo thủ, ít khi tiếp thu ý kiến của người khác, quý cô cũng cần giữ thái độ cầu thị, hòa nhã hơn ở nơi công sở. Nếu học được cách kiềm chế được bản tính nóng nảy, chân thành lắng nghe góp ý của mọi người, thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng, nhanh chóng hơn. Một điều đáng chú ý nữa là, trong năm vẫn có hiềm khích, thị phi do tác động của sao La Hầu tinh quân gây ra. Do vậy, quý cô nên thận trọng khi chọn người hợp tác làm ăn cùng, tránh mâu thuẫn, gây bất lợi trong công việc. Xét về phương diện tài lộc cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, đối với quý cô tuổi Quý Hợi, về vận trình tài lộc tương đối khả quan. Sự nghiệp được vững vàng, mang đến nguồn tài chính ổn định, cuộc sống đầy đủ, ấm no. Năm này, ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, quý cô tuổi Quý Hợi cũng có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, vân vân. Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước. Tuy nhiên, trong năm này quý cô tuổi Quý Hợi, nếu có ý định đầu tư sinh lời thì nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng, có kế hoạch rõ ràng để đề phòng bất trắc gây hao tài tốn của. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có một năm buôn bán suôn sẻ. Khả năng tính toán của quý cô nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho quý cô tuổi Quý Hợi có được những cách kiếm tiền rất tốt, thu chi cân đối, giúp cho quý cô có được tiền bạc, của cải khá ưng ý. Quý cô có được một năm bội thu về tài lộc, nếu biết tích lũy sẽ sớm trở nên giàu có. Tuy nhiên, trong năm cũng có sự tác động của sao La Hầu, làm cho quý cô dễ tao tán về tiền bạc. Quý cô chớ nên cả tin nghe lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào những hạng mục chưa có sự kiểm chứng rõ ràng, nếu không có thể rơi vào hoàn cảnh bị lừa gạt, phải gánh chịu nợ nần. Mọi việc nên có sự bàn bạc với người thân và gia đình để cùng tìm cách giải quyết. Xét về phương diện tình cảm, cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983,
trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Hợi vẫn giữ được lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, cùng vun vén nhà cửa và đỡ đần nhau trong cuộc sống thường ngày, nên mối quan hệ ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Bên cạnh đó, quý cô tuổi Quý Hợi cũng nên chia sẻ tâm sự với các thành viên trong gia đình để thấu hiểu nhau hơn, nếu có việc gì nên nói rõ ràng để cùng bàn bạc. Giữa vợ chồng nên hạn chế những bí mật để không tạo thành mối nguy tiềm tàng ở giữa hai người. Quý cô cũng nên tránh áp đặt suy nghĩ của bản thân, ép buộc con cái làm theo ý mình. Làm được những điều này, bầu không khí trong nhà sẽ luôn hòa thuận, an vui. Đối với những quý cô đang còn độc thân, luôn có nhiều vệ tinh vây quanh, điều này sẽ giúp cho quý cô làm quen được với nhiều người khác giới, có thể tìm được người ưng ý, tuy nhiên có nên duyên hay không còn phụ thuộc vào cả hai người. Trong năm có hỷ tín, thêm con thêm cháu, hoặc tin vui từ xa đưa tới. Xét về phương diện sức khỏe, cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi cho thấy, quý cô tuổi Quý Hợi, trong năm Giáp Thìn 2024, về sức khỏe cũng cần phải quan tâm nhiều hơn, bản thân gặp phải những rắc rối như bệnh cũ tái phát, thỉnh thoảng xảy ra cảm cúm, cảm lạnh, viêm nhiễm, do khả năng miễn dịch kém, nhưng sẽ sớm được giải quyết. Quý cô cũng cần chú ý rèn luyện thể dục thường xuyên, ăn uống và sinh hoạt điều độ, thì bệnh tật nào cũng tránh xa. Sự tác động tích cực của các tinh thanh long giúp cho quý cô tuổi Quý Hợi đón nhận nhiều năng lượng tích cực, quý cô nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh tức giận quá mức, luôn giữ cho tâm hồn bình thản, an nhiên, sẽ giúp cho quý cô có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Năm này, dù sức khỏe của quý cô tuổi Quý Hợi tương đối lạc quan, nhưng cũng cần phải đặc biệt chú ý sự tác động của hạn Diêm Vương, không nên chủ quan, khinh suất. Những người có tiền sử về bệnh tật, bệnh cũ, đau yếu dễ tái phát, nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng, về chầu Diêm Vương, ngao du tiên cảnh. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt, cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của quý cô tuổi Quý Hợi xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Làm ăn, hùn hợp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Quý Hợi gồm các khung giờ sau. Giờ Mậu Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long. Giờ Kỷ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ, thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Quý Hợi. Xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô, xuất hành theo hướng Tây Nam. Để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm, xuất hành theo hướng Chính Đông. Để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024.
dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Quý Hợi. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới xông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuy nhiên, cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi xông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi. Tuổi Tân Mão, sinh năm 2011, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh phục vị, niên mệnh bình hòa. Tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa. Tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Tuổi Tân Mão, sinh năm 2011, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nữ mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế, Trạch tuổi không. Tam Tai năm 2024, quý cô sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2024, quý cô tuổi Quý Hợi, không phạm Kim Lâu. Hạn Hoang Ốc năm 2024, quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, là 42 tuổi âm lịch, phạm Hoang Ốc, lục Hoang Ốc. Năm này quý cô không nên xây nhà, sửa nhà. Vì xây nhà trong năm này sẽ khiến con đường công danh sự nghiệp khó thành, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Thái Tuế năm 2024, quý cô không phạm hạn Thái Tuế. Hạn Trạch tuổi năm 2024, theo hệ thống cửu trạch vận niên thì quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024 phạm trạch quỷ, là một trong năm trạch xấu gồm trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử. Trạch quỷ là xấu, bởi vậy quý cô sinh năm 1983 không nên mua, xây cất hoặc sửa nhà hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm 2024. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, cần đặc biệt chú ý tới hạn Diêm Vương và sao La Hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Diêm Vương đối với quý cô tuổi Quý Hợi trong năm Giáp Thìn 2024. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Chiếu theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu. Sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biển hiện của hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh, đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng. Về chầu Diêm Vương, ngao du tiên cảnh. Đối với những người khác, khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào, sung túc. So sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn, một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn. Nhiều tuổi cửu diệu đại cát nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại, mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách. Đối với hạn Diêm Vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này. Đối với nữ giới, khi gặp hạn Diêm Vương cũng là năm gặp sao Thái Bạch nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc. Qua quá trình so sánh như vậy, ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng nghiệm lý, nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ. Có 4 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Diêm Vương đối với quý cô tuổi Quý Hợi,
sinh năm 1983 trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn Diêm Vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý. Nên nghỉ những công việc ngoài xã hội, không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông. Nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Không nên ăn uống tùy tiện, đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu, thực phẩm có độc tố, không nên đi viếng tang, lại gần tử thi. Thứ hai, cách giải hạn Diêm Vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám, điều trị và có những biện pháp ăn kiêng, điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đặc biệt không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật, e là sẽ có biến nguy hiểm. Đây cũng là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Thứ ba, trong những nghiên cứu về cách giải hạn Diêm Vương, đối với những người khỏe mạnh, bình thường nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc, của cải. Theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thương mại, công danh, sự nghiệp, có thể gặp thành quả rất đáng tự hào. Thứ tư, đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn Diêm Vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm phúc đức. Như vậy, hạn Diêm Vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt, vừa xấu. Xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới, thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất chắc, rất dễ xảy ra. Quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024, bị sao La Hầu chiếu mạng. Sự tác động của sao La Hầu đối với quý cô tuổi Quý Hợi trong năm 2024. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Sao này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch vì đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Vận trình từng tháng âm lịch của quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Giáp Thìn 2024, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Quý cô tuổi Quý Hợi bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên. Tháng này quý cô được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực của Tết Nguyên đán, lại được cục diện dần hợi hợp nhật nguyệt. Quý cô có được sự nhiệt huyết, vận quý nhân trợ mệnh, công việc được hanh thông, mưu cầu về công danh, sự nghiệp dễ thành, tiền bạc có nhiều cát lợi. Vận trình tình cảm cũng rất lý tưởng, hầu hết những người còn độc thân sẽ tìm được tình yêu cho mình trong dịp Tết này. Vận đào hoa còn giúp cho các cặp đôi thêm tình nồng, ý thắm, cả hai gắn bó khăng khít hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 2 âm lịch, quý cô tuổi Quý Hợi đang có được nhiều điểm sáng trong vận trình của mình, sự thúc đẩy của các cát tinh, thanh long và thiên phúc, nhiều người có cơ may, trúng số, trúng thưởng, nhận được những phần quà ý nghĩa trong tháng này. Nhưng, vận trình tình cảm của quý cô lại có sự sa sút do bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, hoa cái, một số người xa chồng lâu ngày, hay phải công tác xa, có thể vấp phải nhiều trở ngại trong chuyện tình cảm, dễ vướng phải tình cảm ngoài luồng. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Xem tử vi cho thấy, hung tinh đeo bám, tháng này quý cô cũng nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh dây hiềm khích, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp thậm chí là cả cấp trên, gây cản trở con đường sự nghiệp của mình. Một số người đang kinh doanh, buôn bán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể bị sa sút trong vận may của mình. Quý cô nên có những đối sách đối với tình hình hiện tại để làm giảm nguy cơ thất thoát về tài lộc.
về phương diện tình cảm không tốt lắm. Quý cô tuổi Quý Hợi, hãy cố gắng giữ mình, đừng để rơi vào lưới tình tay ba hoặc chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Tháng mới vận khí suy giảm, sức khỏe không tốt, cơ thể dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng. Đồng thời, sự ảnh hưởng của hung tinh bệnh phù cũng có thể gây hại cho sức khỏe của quý cô. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 4 âm lịch, quý cô tuổi Quý Hợi gặp cục diện tương xung gây hại, quý cô sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc. Quý cô nên tập trung vào công việc chính thì tốt hơn, chỉ cần dựa vào thực lực và sự thông minh của mình thì sẽ đem về những lợi ích chính đáng và gặt hái thành quả. Sự nghiệp có điểm báo không tốt, tài lộc dễ hao, trạng thái tinh thần tiêu cực, công việc nhiều thử thách, có nhiều quy định và luật lệ mới xuất hiện ràng buộc. Trong tháng này những kiểu đầu tư tiền bạc mạo hiểm, quý cô không nên tham gia, điều này rất dễ dẫn đến hao tán về tiền bạc, không chừng sẽ mất trắng tay, tiền bạc bốc hơi. Ngoài ra, quý cô trong tháng này cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc thì sẽ có được một tháng trôi qua bình ổn. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 5 âm lịch, quý cô tuổi Quý Hợi có vận trình tương đối ì ạch. Phương diện tình cảm, nhân duyên kém sắc, nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc nuôi dạy con cái hay là mâu thuẫn trong gia đình. Trong tháng có ngũ quỷ và quan phù xâm phạm, một số người có tính tình nóng nảy hơn hẳn sẽ không tránh khỏi cãi vã hay xung đột với mọi người xung quanh vì những chuyện vụn vặt. Công việc gặp phải tiểu nhân quấy phá rồi tự mình gây ra tai họa. Quý cô nên biết kiềm chế tính cách bốc đồng, nóng nảy của mình, chớ nên kiêu ngạo, nếu không sẽ dễ rước họa vào thân. Công việc gặp trở ngại, cho nên tài lộc cũng dậm chân tại chỗ. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 6 âm lịch, quý cô tuổi Quý Hợi đang gặp được ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi trợ mệnh, mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Quý cô cũng nên tranh thủ mở rộng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người để thúc đẩy con đường quan lộc và sự nghiệp được tăng tiến nhanh hơn. Tháng này quý cô được bao quanh bởi nguồn năng lượng tích cực, lại gặp được các tinh thanh long và thiên phúc trợ mệnh, vẫn có quý nhân dẫn đường chỉ lối, công danh, sự nghiệp nhiều thuận lợi. Những người làm trong các lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư, công việc diễn ra thuận lợi, giúp cho quý cô thu được không ít lợi nhuận. Trong tháng có nhiều cơ hội mở ra trước mắt, quý cô nên tỉnh táo và sáng suốt để nắm bắt, giúp gia tăng tài lộc của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 7 âm lịch, đây là tháng cô hồn, sức khỏe của tuổi Quý Hợi có dấu hiệu giảm sút, suy nhược cơ thể do hung tinh Thiên Nguyệt tác động, sức đề kháng kém, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật sẽ mắc các chứng bệnh thay đổi theo thời tiết. Về công việc, quý cô tuổi Quý Hợi cần phải chú ý tới nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại, làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo lời bàn gia tán vào hoặc lời xúi giục của những kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một số mâu thuẫn nhỏ nhặt, bạn cần kiềm chế tính nóng nảy để tránh chuyện bé xé ra to. Hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau những quan điểm bất đồng. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Quý Hợi được sao Thiên Đức là cát tinh trợ mệnh. Cơ hội việc làm cho quý cô sẽ được nâng cao, chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Công việc đã đi vào guồng quay ổn định, có dấu hiệu khởi sắc và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân quý cô tuổi Quý Hợi cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình, việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo hơn. Đối với những người kinh doanh, buôn bán, sẽ có một tháng bận rộn, quý cô cũng nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế, gia tăng tài lộc cho mình hơn nữa. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Sang tháng 9 âm lịch, quý cô tuổi Quý Hợi phải đối diện với khá nhiều áp lực. Sự tác động của sao La Hầu, nó cũng mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng và bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu, gây cản trở. Nhưng xét trên phương diện tích cực, quý cô sẽ tìm thấy động lực để tiến về phía trước, thậm chí tìm ra được điểm mạnh của mình và có hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Người làm đầu tư có thể tìm ra những quyết sách đúng đắn, đem lại những khoản tiền lãi triển vọng.
Về phương diện tình cảm, đặc biệt là trong gia đình, quý cô dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Quý cô tuổi Quý Hợi, trong tháng này, đang có những chuyển biến tích cực. Tình cảm có sự phù hộ của các cát tinh Thiên Hỷ, Hồng Loan, một số người độc thân sẽ có được sự cuốn hút mạnh mẽ đối với những người khác phái. Quý cô sẽ được tỏa sáng và có nhiều cơ hội để làm quen với những người khác giới, cơ hội thoát cảnh độc thân cũng khá cao. Công việc sẽ gặp nhiều cơ hội tốt, mặc dù quý cô cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh, áp lực gia tăng, nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế các khó khăn. Quý cô tuổi Quý Hợi cũng cần phát huy tài năng của chính mình để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Bước sang tháng 11 âm lịch, quý cô có một tháng tương đối bận rộn, may mắn quý cô tuổi Quý Hợi lại được thiên phúc trợ mệnh, bảo trợ, cho nên vận trình khá ổn định, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn xảy ra. Khối lượng công việc tương đối lớn, quý cô cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt, công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn, các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan, tài lộc rủng rỉnh trong tay. Về sức khỏe cơ bản ổn định, quý cô cần chú ý là đi lại cẩn thận, tránh gặp tai nạn không đáng có. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 cho quý cô tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, dù quý cô tuổi Quý Hợi gặp không ít áp lực từ công việc, nhưng vận trình vẫn có những thay đổi tích cực. Quý cô ít bị ảnh hưởng bởi các hung tinh, nhưng lại vẫn có được các tinh trợ mệnh mà hanh thông. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng bù lại sẽ thu được tài lộc khả quan, xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Các hạng mục đầu tư từ trước đó cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận. Tháng này, quý cô tuổi Quý Hợi cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được thành quả xứng đáng sau một năm làm việc. Thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng, các khoản thu tiền lương, tiền thưởng trong tháng này cũng tăng lên. Ngoài ra, đây là tháng cuối cùng của năm, có nhiều khoản phát sinh cần phải chi tiêu trong dịp Tết. Quý cô cũng nên lập kế hoạch trong việc chi tiêu của gia đình để tránh bị tổn hao về tài lộc không đáng có. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.